Xin chào các bạn. Thì đây là cái mình xin giới thiệu, mình đang có mặt ở Trơn Thành. Thì đây là cái giải pháp mà che mưa khá là hiệu quả và rất là bền. Thì về các phương pháp này, mình xin mời anh Kiệt giới thiệu về các phương pháp che mưa. Xin chào các bạn, đây là cách che mưa mà theo khách hàng của mình làm thì rất là bền và tiện lợi. Cách sử dụng, khách hàng mình sử dụng là được 6 năm rồi. Nhưng mà cái tấm này vẫn còn dễ và vẫn có thể làm tiếp tục các năm sau, ví dụ 4 đến 5 năm, 10 năm thì vẫn còn sử dụng được tốt. Thì hiện tại thì cái này là cách làm thì nó cũng rất là đơn giản. Cái tấm che mưa kiểu này mình sẽ có một vòng tròn như thế này. Mình sẽ bắn một con vít 5 ly đây cho nó dính vào cây thôi, chứ không cần là mình phải bắn sâu đó, mình chỉ cần làm dính vào đây. Và một con vít, nếu một đây một con vít, trước này mình sẽ làm một con vít cho nó cố định vào, không cần bắn vào sâu, chỉ cần bắn vào là dính thôi. Dít mấy phân? 5 phân, 5 ly. Dít 5 phân. À, 5 phân. À, để okay. Mình bắn vào đây thôi, dính. Khi mà các bạn làm một cái máng che mưa kiểu này, các bạn khoan các bạn đi, thì các bạn nên chét một lớp nhựa đường, là mình người có số hay gọi là keo á, xung quanh mép này. Thì có thể là mình làm có thể là 3-4 năm mình mới có thể dời một cái này. Sau 3-4 năm nó dời thì mình có thể dời quay ngược cái tấm này qua đây. Một cái tấm này luôn, chứ không cần phải mua tấm mới. Là mình chét keo mỏng, lớp mỏng đây. Tại vì như các bạn thấy đó, như đây mình coi khá dễ đúng không? Không, nó bám cái độ bám cây nó rất là có. Nó chất định nó chất là dẻo và bám cây rất là cây có. Cây nó to ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Nó sẽ bám là chặt, mình chỉ cần dán một lớp keo mỏng đây thôi. Còn cái này nếu mà có sử dụng che mưa thì các bạn sẽ gắn như đây và khoan vào đi. Nó làm việc rất là nhanh. Rất là nhanh. Và cái như đeo lại như cái này, cái chén cho các bạn làm đây thì các bạn giờ lên một khoảng cây như vậy, bạn có thể làm 2-3 năm lâu. Nhưng mà cái nó mà để sai như thế này, nước khi mà mưa nước nó tạt vô không vấn đề gì, không nó tạt xéo vô trong chén không vấn đề gì hết anh. Tại vì khoảng cách của nó là 60 là an toàn nhất. 70 thì nó chỉ hơi ướt chén thôi chứ không phải tạt chén luôn. Nhưng mà 60 từ đây xuống đây là an toàn. Khi mà mưa càng lớn thì cái nước nó đập xuống đây thì nó sẽ văng ra. Còn ví dụ mà mưa nó tạt xéo thì trong chén nó vẫn có nước, nhưng mà ít đúng không? Không tạt xéo thì nó cũng vẫn che được. Chẳng hạn như thứ này tạt xéo qua sao? Em thử rồi, gió 2 trận mưa lớn là mà chén vẫn khô. 2 trận mưa lớn mà chén vẫn khô. Nếu mà để 60. À rồi, anh hiểu rồi, ở trên tán cây nó sẽ che nước che gió, nên nước nó chỉ đi thẳng sẵn hướng ở đây, chứ không nó mưa nó không thể nào nó lọt qua cái tán lá mà nó đi xéo xuống thân cây. Đường nên nó sẽ đập đây. Mưa càng lớn thì nước nó càng bắn ra xa, không bị ướt chén. Đó, như vậy thì mình sẽ cứ khoan là mình đi thôi. Nên những người họ cứ nghĩ là cái mưa mà nó tạt xéo vô là không có, tại trong vườn cao su là cái tán lá nó che cái mưa hết rồi. Thì thường khi mà mưa gặp cái tán lá nó sẽ động trên tán lá, nó xuống hơn nó xuống, hoặc là rơi từ tán lá xuống nó thẳng xuống dưới. Khoan như là mình đi, khoan như là đi. Không vấn đề gì hết. Mưa gió mình sẽ sử dụng, nếu như mà sử dụng cái máy che mưa này, thời rất gian sử bền, dụng đúng nó không? rất là bền. Nhưng mà này, đây có một cái cây chống đây nữa. Chống này bằng inox. Rất là bền. Rất là bền và rất là tốt. Mình cứ khoan là mình đi. Giờ cũng rất là dễ ha. Đúng rồi. Đó là mình xong rồi mình đi. Vậy là xong. Rồi cây mới thì tốc độ rất khá là nhanh. Đi. Không cần phải lo lắng về cái vấn đề mà ví dụ như là mấy các bạn xài cái phần bi lông á thì các bạn phải dỡ ra chút và dỡ ra khoan thì rất là bất tiện. Nhưng mà làm cái này á thì rất là nhanh. Mũ chảy ra tốc độ khá nhanh, này chảy hết đêm sáng mai là đầy tô. Còn mà cái mũ này mũ bèo là thứ nhất đấy thôi. Đúng rồi, mũ này là thứ nhất em lấy. Còn nếu như mà mình xài cái ống dẻo này thì mình không cần phải làm cái dán keo. Cái loại này nó có thêm một loại là dán băng keo và quấn một cái này để dành cho là người ta cạo truyền thống. Thì cái này cũng sẽ là che được mưa. Có nghĩa là cái như cái cũ á, mình dán keo lên là không cần phải dán băng keo này, dán băng keo này và dán băng keo này thì không có cần phải dán keo kia đâu. Đúng rồi. Nhưng mà giữa hai cái dán băng keo và dán cái này, dán nhựa đường và dán cái này, cái nào nhanh hơn? Dạ thì dán cái này á thì 2 năm á là mình phải cái băng keo để lão hóa, mình sẽ đi thay 2 năm nó mới lão hóa. Keo này lão hóa là mình phải đi thay cái băng keo này. Còn mà dán chét nhựa đường như kiểu bên này á thì sau mà khi mà mình sử dụng 1-2 năm á thì mình sẽ mất một lớp này, mình phải cắt bỏ đi 3 năm phải cắt bỏ đi. Nhưng mà khi mà cái cây đó nó nếu mà mình đẩy ra thì nó bị hư hả? Không, cái nhựa đường nó dính vô cái này anh là nó sẽ bị gì. Nhựa đường dính vô thì mình cứ bỏ vô cây mình làm lại như cũ. Mình khi mình lấy ra thì nó sẽ rách một mét, nó rách mép này, trên chim chỗ này
thì mình sẽ cắt bỏ cái này đi. Thì mà lúc đó thì cây nó to ra thì cái vòng này nó cũng phải mình phải to ra. Ra. Lên mình làm lại từ đầu cũng không sao. Còn cái này thì nhanh thì nó giờ sao thì mở ra y chang như cũ luôn. Đúng rồi. Cái mặt keo này mà được 2 năm hả? 2 năm. 2 năm nó mới mục. Là khách hàng là đã sử dụng và đã kiểm chứng. Dụng là kiểm chứng sử dụng được 2 năm. Sử dụng 2 năm thì mình mới làm lại. Còn cái như mà mình làm cái che mưa mình sử dụng cái ống này để mình cái này nếu mà nó dán vô thì cái mặt keo nó chỉ tiếp xúc tầm khoảng 1 phân thôi nên nó sẽ không gây cái gây ẩm mốc trong cái cây của mình thì nó cái phần tiếp xúc nó nhỏ. Nhưng mà khi là cho mặt keo mình phải lưu ý là mình phải siết bàn tay. Siết chặt đúng không? Nó siết tạo cái độ rút. Độ rút cho cây. Còn nếu mà mình sử dụng cái ống dẻo 5 ly này thì cũng không cần phải dán keo đi luôn. Đúng rồi, thì mình cày nước mưa nó mà lọt có lọt vô tới đây thì nó cũng không có heo cái này nó đi te được. Thì cái này thì một bảng cây như vậy thì theo em nghĩ á, nếu mà làm từ đây từ chén là để đây mà làm ở đây thì mình sẽ làm bảng cây 3 năm mình mới phải dời mấy cái mưa này. Nhưng mà nói về thì phải làm hàng dọc lên nè. Thì làm hàng dọc lên. Mà cũng đâu cần thiết đâu chứ hàng như đây mình đủ làm trong vòng 4 tháng rồi sau đó mùa khô mình tiếp tục dòng xung quanh bên kia. Dòng xung quanh được thì nếu mà làm hàng dọc bên cây thì nó sẽ dễ bị cái tình trạng là nó bị bong lớp da cát ở cái mạng đó thì nó xấu cái cây. Không thì mình đây ví dụ như là đây như anh thấy từ mình có thể đóng nắp chắp ở đây mình lấy mũ được, đóng nắp chắp đây mình lấy mũ được. Thì nếu như đây cũng phải là đến 5-6 tháng qua mùa mưa thì mình dời qua đây. Anh làm thêm một cái máng nó dài hơn thì vì vậy nên có thể máng nó nằm bên đây nhưng mà nó vẫn đủ cái tô này nó chảy theo cái tô này. Không bên này. Thì đây đó là giải quyết được vấn đề đó nếu mà xài sử dụng chung với cái máy che mưa này. Không phải dời máy che mưa, không phải tất cả mọi thứ. Còn về cái chi phí thì sao? Cái chi phí thì cái tấm này thì em đang tính toán lại để ra chi phí nào cho thấp nhất cho bà con để bà con dễ sử dụng nhất. Là thấp nhất là bao nhiêu? Thì cái đó thì để mình nói sau đi, công bố sau đi chứ bây giờ nói sợ ví dụ như là cao hơn hay gì quá thì nó cũng không được. Là có nghĩa cái này là đang trong kế hoạch sản xuất. Đúng đang rồi. Đang thí điểm và có vượt khách hàng họ thí điểm họ làm tốt và em copy đúng không? Đúng rồi, em copy sao? em làm. Dạ. Okay. Tại vì người ta có khách hàng của em á, làm cái này đã đến bước sang năm thứ 6 mà chất liệu vẫn tốt vẫn bền mà đó là 6 năm trước là họ cạo truyền thống. Cái mẫu này anh thấy bên hồi xưa bên Thái Lan cũng có xài một cái tương tự giống cái này cũng vốn mà keo giống kiểu kia. Thì năm nay họ chuyển qua áp khí hết thì họ kêu là cái này thì dễ nữa. Sử dụng áp khí cái này cạo miệng nhỏ cũng rất là tốt. Đúng rồi, cạo miệng nhỏ tốt, áp khí tốt. Áp khí cạo miệng nhỏ tốt mà khoan lấy mũ cũng tốt. Tốc độ nhanh hơn. Nếu mà đầu tư cái này cái công cán mà dùng chung cái này cái công cán mà mình giảm tầm khoảng 15-20 phút so với chọt ống thì tính ra tổng thời gian cả năm thì nó lợi công hơn nhiều. Với lại cái này là mình không phải dời cái máy che mưa với lại công cán của mình giảm đi rất nhiều. Không phải lo lắng. Đó như đập như vậy nó không sao hết mà. Cái giải pháp này cũng tương đối hay nhưng mà anh nghĩ là cái này cũng chi phí nó cũng chắc không rẻ. Dạ, thì chi phí nó nhưng mà đầu tư được lâu dài nó ai làm theo cách này thì về lâu về dài cái lợi nhuận nó sẽ và cái độ giảm thiểu và cái thời gian nó sẽ mang hiệu quả rất là nhiều so với những cách làm theo những kiểu khác. Thì, xin chào các bạn. Rồi, ok, xin chào mọi người.